sách nó mới nở rộ và nó mới gần đây nó mới trở thành cái trào lưu. Trước đấy thì ngay cả trên dòng web cũng chưa có nhiều trào lưu đâu, nó chỉ là các công nghệ như web 1.0, sản xuất 2.0. mới gần đây thì nói lên nhiều đến thu sách. Nhưng mà tại sao như vậy? Thì do web phát triển và nó sinh ra như thế. Thì đây là một cái hình ảnh về một cái logo mà người full stack chúng ta biết về rất nhiều thứ, có cả Java, PHP là một lập trình mới, thì lại có CSS3 và HTML5 một các device và lại ứng dụng cho nhiều multimedia. Đây là một cái overview để